Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 20 tháng 4, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, sau hơn 4 năm có mặt trên thị trường Việt thì iPhone 6, mẫu máy được Apple ra mắt hồi tháng 9 năm 2014, đã chính thức bị khai tử tại Việt Nam. Apple tiếp tục phá vỡ kỷ lục do chính mình tạo ra trước đây với iPhone 5S, biến iPhone 6 trở thành mẫu smartphone sống dai nhất trên thị trường smartphone Việt. Hiện nay thì các hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam thì đã không còn bày bán iPhone 6 nữa. Được biết là model này đã hết hàng từ khoảng cách đây 2 tháng trước và cũng sẽ không có những đợt hàng mới về. iPhone 6 bị Apple ngừng bán tại phần lớn quốc gia vào tháng 9 năm 2016 khi hãng này ra mắt iPhone 7 và 7 Plus. Tuy nhiên, thực tế thì iPhone 6 vẫn được tiếp tục bày bán tại một số quốc gia đang phát triển như là tại Việt Nam và Ấn Độ. Vào hồi tháng 7 năm 2016 thì iPhone 6 đã hồi sinh tại Việt Nam với một phiên bản duy nhất là màu vàng và dung lượng là 32GB với mức giá là 9,99 triệu đồng. Qua thời gian thì iPhone 6 được điều chỉnh giảm giá dần và chạm đáy mức khoảng 6-7 triệu vào thời điểm cuối năm 2018. Bên cạnh Việt Nam thì một số quốc gia khác bán iPhone 6 trong thời gian dài là Ấn Độ cũng đã ngừng bán model này từ tháng 3 năm 2019. Theo tờ Economic Times của Ấn Độ thì Apple ngừng bán iPhone 6 là để giữ vững hình ảnh của một thương hiệu cao cấp trong mắt người dùng. Phân khúc điện thoại giá rẻ đã thêm sôi động khi mà Samsung sắp ra mắt Galaxy A10e. Giá rẻ hơn của Galaxy A10 đang được bán ra với mức giá là 120 đô, tức là khoảng 2,8 triệu đồng. Sản phẩm mới này có mã là SMA102U đã được chứng nhận bởi Liên minh Wi-Fi. Galaxy A10e được hỗ trợ Wi-Fi ABDNAC băng tần kép, trong khi A10 thì không có băng tần kép. Và sự khác biệt này cho thấy mẫu máy mới này sẽ dùng chip xử lý mới hơn. Các thông số khác được dự đoán sẽ tương đương với Galaxy A10. Galaxy A10 tiêu chuẩn sử dụng tấm nền HD cộng 6,2 inch, cam trước 5MP và camera sau là 13MP phía ống kính là f1.9. Máy có pin là 3400mAh, sạc qua cổng micro USB và vẫn có jack cắm tai nghe 3,5mm. Và Galaxy A10 không tích hợp bảo mật vân tay. Liên tiếp ra mắt sản phẩm giá rẻ và tầm trung thì Samsung đang thách thức nhiều thương hiệu smartphone Trung Quốc vốn tập trung vào thế mạnh giá bán. Phân khúc điện thoại tầm 3 triệu đồng tại Việt Nam đang có hàng chục sự lựa chọn như Galaxy A10, Redmi 7, Compass N5 và các model ra mắt cuối năm 2018. Các bạn thân mến, các tin đồn trước đây cho biết là phiên bản Pro của OnePlus 7 có sự khác biệt chính ở phần màn hình lớn hơn, cùng với máy ảnh selfie bật lên thay vì giọt nước. Nhưng tin đồn mới nhất cho thấy rằng OnePlus 7 Pro sẽ là smartphone đầu tiên của OnePlus đi kèm với màn hình Quad HD+. Không chỉ dừng lại ở đó thì OnePlus 7 Pro được cho là đi kèm màn hình 90Hz. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ công ty đang hướng đến việc phát triển điện thoại chơi game trong tương lai. Thậm chí thì Pro cũng có thể là một sản phẩm chơi game. Nó xuất phát từ việc máy được trang bị con chip 5855 và RAM lớn. Tin đồn cũng tuyên bố là OnePlus 7 Pro sẽ đi kèm hệ thống loa âm thanh nổi. Mặc dù chưa rõ nó sẽ hoạt động như thế nào với viền màu ở trên. OnePlus 7 Pro hứa hẹn là sẽ đi kèm với pin dung lượng 4000mAh, nhằm cho phép sử dụng trong thời gian lâu dài. Mặc dù mức này chỉ đủ bù cho nguồn năng lượng tiêu hao ở màn hình Quad HD cộng 90Hz, phiên bản Pro cũng sẽ có tính năng Quad Charge 30W. Mặc dù không rõ là liệu mô hình thường có nhận nó hay chỉ làm việc với bộ sạc 20W cũ. Ngoài ra thì bản Pro được cho là sử dụng cổng USB 3.1. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.